Hội nghị quan chức kinh tế cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, CLMV SOM lần thứ 20 vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội. Tham gia đoàn Việt Nam có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị SOM CLMV 20 tập trung thảo luận về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần thứ 12, rà soát việc triển khai các hoạt động trong kế hoạch hành động CLMV 2019-2020, thảo luận và xây dựng kế hoạch hành động CLMV 2021-2022, rà soát tiến độ triển khai dự án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các nước ASEAN trong khuôn khổ sáng kiến hội nhập ASEAN. Đối với việc xây dựng kế hoạch hành động CLMV cho giai đoạn mới 2021-2022, trưởng SOM CLMV Việt Nam nhấn mạnh các nước cần nghiên cứu, lựa chọn hình thức thực hiện các dự án phù hợp với trạng thái bình thường mới của từng nước, tăng cường ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến, tạo điều kiện cho các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ dự án của đối tác phát triển trong việc thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xét nghiệm, cách ly, đề xuất các dự án hợp tác mang lại lợi ích cho cả bốn nước CLMV và hỗ trợ tiến trình khôi phục sau dịch, đặc biệt là các dự án về tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa các nước, các dự án hỗ trợ cải thiện, nâng cao kết nối khu vực và hệ thống logistics liên quốc gia, thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận tài chính và công nghệ, các chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Đối với việc xây dựng kế hoạch hành động chi tiết triển khai khung khổ phát triển CLMV, Việt Nam đề xuất các nước tăng cường phối hợp với nhau để xác định những hoạt động hợp tác có thể đưa vào kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa tầm nhìn 2030 và các mục tiêu nêu trong khung khổ phát triển CLMV. Thank you.